Tổ chức Du lịch Thế giới gọi tắt là UNWTO, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Trường đại học Duy Tân và Bộ Văn hóa Thể thao Hàn Quốc tổ chức hội thảo đào tạo cấp quản lý chính sách và chiến lược du lịch lần thứ 17 của tổ chức UNWTO khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đến dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, Giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương UNWTO Harry Wong về phía thành phố Đà Nẵng có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường. Tham dự hội thảo đào tạo còn có 49 đại biểu là lãnh đạo, quản lý, các nhà nghiên cứu và chuyên gia trong lĩnh vực du lịch đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là sự kiện dành cho các nhà lãnh đạo cấp cao của chính phủ và quản lý công trong lĩnh vực du lịch. Phát biểu trong mừng hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đoàn Ban Việt cho biết, để phục hồi và phát triển ngành du lịch trong giai đoạn mới này, Chúng ta cần nhìn nhận và tư duy lại về du lịch theo hướng bền vững và tự cường, quan tâm hơn đến tăng trưởng xanh và ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong quản lý và xúc tiến điểm đến. Bên cạnh đó, nhấn mạnh vai trò thiết yếu của nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ nhân lực chất lượng cao, cấp quản lý. Với chủ đề phát triển nguồn nhân lực du lịch, giải quyết những thách thức sau Covid-19, Thứ trưởng khẳng định, hội thảo lần này thực sự đã nhạy bén, đặt ưu tiên để giải quyết một trong những khó khăn lớn nhất của ngành sau đại dịch đó là đáp ứng đủ về số lượng và chất lượng đội ngũ lao động du lịch. Phát biểu chào mừng hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường bày tỏ tin tưởng các vấn đề được trao đổi thảo luận tại hội thảo chắc chắn sẽ là những gợi mở, tư vấn, sáng kiến quý báu cho ngành du lịch nói chung và du lịch Đà Nẵng nói riêng, giúp các điểm đến có giải pháp đà soát, đánh giá và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục hồi, chuẩn hóa chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch, khẳng định năng lực và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách đạt phát triển bền vững và bứt phá trong thời gian đến. Sau phần khai mạc là diễn đàn UNWTO về phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch với sự tham gia của chuyên gia tư vấn của UNWTO và lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng. Hội thảo sẽ tiếp diễn với các phiên chuyên sâu trong ngày 14 và 15 tháng 11, gồm các nội dung: giáo dục về ngành du lịch tương lai, sự thay đổi trong kỳ vọng của khách hàng và tác động tới phát triển nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng và khả năng thích ứng kỹ thuật số và xây dựng khả năng phục hồi tốt hơn trước khủng hoảng.